Bên mình là đang lắp đặt bộ cửa mở cửa tự động. Bên này mình có kỹ thuật của bên Movit sẽ thực hiện thao tác. Sau đây thì mình sẽ thao tác sơ qua cái bộ cửa tay bằng tự động này thông qua máy chấm công vân tay F18. Thì cái cửa này nó sẽ tự mở khi mình chấm vân tay. Cửa sẽ tự động mở ra. Ở đây thì mình đang cài đặt thời gian tự động đóng, sau khoảng 5 giây thì cửa sẽ tự động đóng lại. Đây là phía bên trong, mình sẽ quay ra phía bên ngoài. Cửa sẽ tự mở ra. Điều khiển qua vân tay và liên động được với hệ thống báo cháy theo yêu cầu của chủ đầu tư. Chào các bạn, đây là hệ thống mở cửa tự động của bên mình. Hệ thống bao gồm khóa điện từ đôi được lắp trực tiếp ở trên cửa, access control được bằng vân tay F18 được lắp ở bên ngoài để cảm để kiểm soát truy cập ra vào. Bên trong sẽ có hai tay đòn NEF 150 sử dụng cho cánh tối đa là 200 kg. Bây giờ mình sẽ test thử hệ thống khi mình nhập vân tay vào máy Asset Control F18 thì cửa sẽ tự động mở ra. Hệ thống sẽ cho khóa từ mở ra trước để tay đòn được thời đẩy. Hệ thống sẽ tự nhận diện được cánh nào có hèm sẽ đóng vào trước và cánh nào không có hèm sẽ đóng vào sau để đảm bảo khi từ trong ra ngoài mình có thể ấn nút exit để mở cửa. Cửa sẽ tự đóng sau 5 giây. Khoảng thời gian 5 giây mình có thể cài đặt được ở trên vị trí tay đòn. Khoảng thời gian có thể cài đặt được là từ 0 đến 30 giây. Đặc biệt hệ thống có tích hợp tự mở động, tự động mở cửa khi báo cháy để bù khí tươi vào trong phòng.